Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hậu quả của việc tăng cường an ninh chế độ là việc thể chế bị công an hóa. Ngày 5 tháng 7, AFI tiếng Việt bình luận đảng đối diện với những thách thức thế nào của tác giả Doãn An Nhiên. Theo tác giả, thực tế chỉ ra thể chế ngày càng có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, nhưng nghịch lý tăng trưởng kinh tế nhanh nhờ động lực thị trường và tham nhũng tràn lan đang đặt ra những vấn đề mới phức tạp cho cải cách thể chế ở Việt Nam trong đó thể chế chính trị phải tương thích với kinh tế thị trường. Tác giả nhấn mạnh tăng cường an ninh chế độ, đảng cho rằng đó là giải pháp củng cố đảng, nhà nước, trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, sự tác động đến tăng trưởng kinh tế thế nào là vấn đề thách thức to lớn. Tác giả đề cập đến đánh giá của Quốc hội khóa 15, cho rằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5% đến 7% trong nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026 là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và đây là hình bài bình luận trên AFA. Để kích thích tăng trưởng, chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ phục hồi, nhưng hiệu ứng của chúng không được như mong muốn. Chẳng hạn, chính sách hỗ trợ 2% thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp đã phải tiếp tục gia hạn thêm hay kích cầu du lịch cũng không tác động nhiều. Trong khi đó, lạm phát có xu hướng tăng, việc tăng lương công chức, hưu trí, tăng kinh phí an ninh quốc phòng cũng góp phần gia tăng áp lực. Tác giả nhắc đến việc vào việc nâng cấp quan hệ chiến lược toàn diện Việt Nam và Mỹ, những tập đoàn khủng của Mỹ hăng hái đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nhưng rồi phần lớn đã ra đi thầm lặng. Thay vì Việt Nam thì Indonesia và Malaysia đã được lựa chọn. Báo mạng Investor được Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài Việt Nam cảnh báo rằng những tập đoàn toàn cầu lớn gồm Intel, LG Chemical, AT&S, Samsung và SMC đang bỏ qua Việt Nam để đầu tư vào những nước khác hay đang xem xét không đầu tư thêm vào Việt Nam. Trong đó, khung pháp lý lỗi thời của chính phủ là một trong những nguyên nhân khiến những tập đoàn khổng lồ toàn cầu từng đề nghị đầu tư lớn vào Việt Nam đã bỏ qua để đầu tư vào những nơi khác. Vì vậy, việc giữ chân họ là nhiệm vụ quan trọng. Tác giả cho rằng, cách tiếp cận thể chế ngày càng quan trọng để cải cách thúc đẩy tăng trưởng, để tăng trưởng bền vững, phòng chống tham nhũng là cần thiết cấp bách nhưng việc tạo dựng khung khổ thể chế mang tính nguyên tắc cho thị trường hoạt động là cơ bản lâu dài. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người khởi xướng công cuộc đốt lò. Trong cuộc đốt lò do Tổng trọng chỉ đạo, những năm gần đây, hàng ngàn quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp đã bị điều tra liên quan đến nhiều vụ án tham nhũng. Trong đó, gây xáo trộn nhân sự lãnh đạo chấp bu là chưa từng thấy. Và hiệu ứng phụ là các quan chức chưa bị lộ sợ thành củi, hoạt động kinh tế chậm lại thiết lập lòng thể chế để nhốt quyền lực theo quy định vận hành trong bối cảnh thị trường mới là giải pháp chính sách cơ bản. Đây thực sự là món nợ cải cách mà đảng cam kết với toàn dân. Tác giả dẫn nhà khoa học chính trị Yun, Yun An tại Đại học Michigan, Mỹ đã chỉ ra một thực tế ở nền kinh tế và chế độ chính trị Trung Quốc, tương đồng với Việt Nam, cho rằng trong thời kỳ Hoàng Kim thì tăng trưởng bùng nổ nhưng đồng thời với tham nhũng tràn lan nghiêm trọng và khi chiến dịch chống tham nhũng căng thẳng thì không những làm sụt giảm tăng trưởng mà còn gây ra rối loạn xã hội suy yếu quản trị nhà nước thậm chí là nguy cơ sụp đổ chế độ tác giả nêu vấn đề qua thời kỳ hoàng kim trung quốc bước vào thời kỳ thoái trào việt nam học tập thế nào chiến lược an ninh chế độ có nguồn gốc trung quốc đang chứng tỏ việc vận dụng trong điều kiện đặc thù việt nam họ là cường quốc ta là nước nhỏ cũng là thách thức không nhỏ khi hậu quả nhãn tiền là chế độ đã bị công an quá, sự quá thái chuyên chế sẽ hủy hoại sự phát triển đất nước và dân tộc. quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin hậu quả của việc tăng cường an ninh chế độ là việc thể chế bị công an quá. xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Tô Chủ tịch bất ngờ đến thăm quân khu chính, thánh địa cũ của ông Ba Dũng? Đại tướng Chủ tịch nước Tô Lâm trong những ngày gần đây đã có các chuyến vi hành liên tục từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc như con thoi. Cụ thể vào ngày 2 tháng 7, ông Tô Lâm chủ trì lễ ra mắt lực lượng an ninh cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 4 tháng 7, Đại tướng Tô Lâm chủ trì Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương tại Hà Nội. Và ngày 5 tháng 7, Chủ tịch nước Tô Lâm lại có mặt tại quân khu chính tỉnh Vĩnh Long. Và đây là hình Chủ tịch nước Tô Lâm thăm lữ đoàn công binh 25 thuộc quân khu chính. Báo Nhân dân ngày 5 tháng 7 đưa tin, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm lữ đoàn công binh 25 quân khu chính. Bản tin cho biết sáng ngày 5 tháng 7 tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm và làm việc tại lữ đoàn công binh 25 thuộc quân khu chính. Cùng dự và làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến dân hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Theo giới quan sát, việc Chủ tịch nước Tô Lâm về thăm và làm việc tại quân khu chính có thể liên quan đến những đồng đoán gần đây, cho biết chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài của Chủ tịch Tô Lâm sẽ là Campuchia thay vì Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Hơn nữa, đây là địa bàn hoạt động của người bố ông Tô Lâm là tướng Tô Quyền trong giai đoạn trước năm 1975. Tuy nhiên, quân khu chính lại được biết đến là địa bàn mang tính chiến lược của cựu thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng. Quan trọng hơn, với hai nhiệm kỳ nắm giữ chức thủ tướng, ông Ba Dũng đã xây dựng được một hệ thống chân rết ở khắp mọi ngóc ngách trong bộ máy nhà nước từ trung ương tới các địa phương. Chưa kể đến việc Thời gian đó, ông Nguyễn Tấn Dũng nhận được sự ủng hộ của các đại thần trong đảng như Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh và Đỗ Mười khi uy tín của họ còn bao trùm. Và đây là hình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau Đại hội đảng 12 năm 2017, trong lúc Ủy ban Kiểm tra Trung ương sụp sạo để tìm kiếm các bằng chứng để xử bí thư thành ủy thành Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, một cơ quan lãnh đạo đảng đối với toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mục đích là tiến tới xử lý các sai phạm có liên quan đến ông Ba Dũng. Tại thời điểm đó, có những thông tin cho biết, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gia đình đã phải chuyển vào ở tại nhà khách của Bộ Tư lệnh Quân Khu 9. Cũng tại thời điểm căng thẳng đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV ngày 25 tháng 7 năm 2017 đưa tin hợp mặt đảng ủy viên, đảng ủy Quân Khu Chính các thời kỳ. Bản tin cho biết, cuộc hợp mặt nói trên có các vị nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, như nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy quân khu chính qua các thời kỳ. Tại buổi lễ còn có sự có mặt của Phó Chủ tịch nước lúc đó là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Bà Phó Chủ tịch nước phát biểu và nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang quân khu chính cần chủ động phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Và đây là hình cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng. Các chuyên gia về chính trị Việt Nam cho rằng, thời điểm đó, việc xuất hiện của các đại thần như Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 9 dưới danh nghĩa hợp mặt lãnh đạo cũ là một động thái bất thường của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với Tổng trọng xin nhắc lại ông tô lâm trước đây là trợ lý cho thượng tướng thứ trưởng bộ công an nguyễn văn hưởng người từng là cố vấn an ninh và tôn giáo cho ông ba dũng và cũng được đánh giá là thân cận với ông điều đó có liên quan gì đến việc chủ tịch tô lâm về thăm và làm việc tại quân khu chính vốn được coi là thánh địa và là nơi họp bàn những việc cơ mật của cựu thủ tướng nguyễn tấn dũng trước đây quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin vì sao Tô Chủ tịch bất ngờ đến thăm quân khu chính, thánh địa cũ của ông Ba Dũng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.